Chào mọi người, mình là Vũ Khánh, phóng viên của chúng tại show Duyên Linh 23 và chúng ta đang có mặt ở đây cùng với anh Double Trinity, người bia đùi chân. Không biết là đến với buổi show Duyên ngày hôm nay thì anh Double Trinity có cảm xúc gì chia sẻ với mọi người không? Mình vừa mới rehearsal chạy thử chương trình xong thì mình thấy kiểu đầu tiên là về ekip ở đây là rất là trẻ và đẹp, xong sân khấu với cả âm thanh ánh sáng mọi thứ quá tuyệt vời, rất là nghệ thuật và chuyên nghiệp nha. Không biết là điểm buổi chiều ngày hôm nay thì anh có muốn gửi gắm tới Mazzolina với chương trình một lời chúc hay là một câu gì đó không? Yeah, thì Double Trinity xin được gửi lời chúc tới chương trình của hôm nay. Chúc mọi người hôm nay sẽ có một ngày tận hưởng những cái nghệ thuật thật là vui vẻ và chúc show sẽ diễn ra thật là thành công nha. Đến lượt nhìn anh tỏa sáng, nước cho tan. Đây là người đuổi đi thi trong nam, đưa bản sắc vào trong câu hát với niềm tự hào. Anh đang mang yeah, flexing, 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 sỏ nét cao vô anh để hết kinh trên con bi. Tìm anh khúc kinh, để tình ấm em được lượt của anh, ok em check in. Về bản làng, qua là nhà mỗi nhà đất nhà sang, nhiều đặc sản, có được nhà hàng. Việt Nam,
Nam ơi,